Chào chào cả nhà nha. Hôm nay mình là Hào như vậy. Bên Ho Đại Dương chấm con. Hôm nay mình sẽ cắm cái hộp đi, là mình cắm tông màu vàng nha mấy bạn. Cắm hộp đi cao thôi. Tông vàng nhiều lúc mình đi mừng thọ hoặc là mình đi sinh nhật khai trương đều được hết nha bạn. Tất cả cái tông đây là mình đi gì cũng được hết á. Thôi bây giờ bắt đầu mình cắm nha bạn. Thì mình chuẩn bị cho mình bó lá thì chút. Thì chút nha bạn, một bó. Còn cái hộp đi là cái hộp đây là mấy bạn nhớ, hộp đi mình ngâm mút rồi mình gia cố cho nó cứng, mình kiểm tra coi nó có lát không. Rồi xong mình nếu mà nó cứng đó, thì bắt đầu mình cuốc. Rồi giờ thay nó vô vấn đề chính nha các bạn. Nửa bó thì chút cũng được mà một bó cũng được, thôi mình cắm nửa lấy nửa mua nửa bó thôi, khỏi đợi tốn kém. Thì chút các làm đôi. Thì chút mình cắm một bên đây nha. Rồi còn cái ngọn đó cắm lên đây, anh đi xài qua nó chút xíu. Còn đây là lá bách hợp các bạn. Có lá bách hợp thì cắm, còn có bách hợp không ở không cắm cũng được. Nhưng mà mình có, mình cắm, còn có thì thôi khỏi cắm. Quế chuẩn bị lá ngày nào cũng cắm, ngày nào cũng cắm, ngày nào cũng đi cắm lại cũng mấy cái lá đây thôi, có lá gì cắm ở đó. Còn ví dụ như mình mà muốn thích cắm lá mimosa, lá chút đó, lá gì mình cắm cũng được. Còn cắm lá trầu bà đồ cũng được các bạn. Lên cái nền lá trước nha. Còn lá nghiệt quế này bạn, mình cắt làm đôi nha. Nó to quá, mình cắt làm đôi. Thì mình chia ra. Mua mình mua hai bó nguyệt quế đi. Còn một bó mình cắm cái nền ở trước, còn một bó thì mình cắm lên sau cũng được các bạn. Ở sau này, ở sau mình chia cái cục form lại. Đó, mình chia lại cái cục ở sau. Thôi còn đây bỏ mất công có thời gian đấy, cho mình chia sau nha bạn. Còn đây để mình cắm băng luôn, cho mất công mấy bạn theo dõi mất thời gian để chờ thời gian làm gì khác. Đây là phi yến nha bạn, phi yến vàng. Chuẩn bị cho mình phỏng đây phỏng không? Bó phi yến vàng nha bạn, đây là phi yến vàng. Còn ấy ra chợ phi bó bán bó mắm sói, mắm chó, mắm phi yến là người ta bán cho mình bó. Đây mình cắm mình làm, mình cắm ngọn, mình cắm ngọn khoảng 5 cành. Lựa cái nào cái to đi, mình cắm trước. Hoặc là chuẩn bị cho mình con dao cắt chém mình gọt cũng được, còn cái đi. Cái kéo của mình nó bén lắm, mình gọt là nó, mình gọt cái là nó đi liền. Còn mấy bạn mà ấy, mình chuẩn bị cho mình con dao cắt chém gọt. Cắm từ trên xuống dưới, mình cắm ở trên đây 5 cây, còn dưới đây mình chụp trả xuống khoảng 5 cây nữa là 10 cây hết, như đúng một bó như thế này. Rồi mình đi cái dáng của nó rồi đó. Xong rồi bây giờ bắt đầu mình cắm thêm bộ nữ, hai cành bộ nữ.
Đây là lan phụ nữ nha bạn, một bó nó là một bó nó có 5-6 cây thôi. Mình bấm cắm 2 cây, mua 2 cành phụ nữ. Rồi phụ nữ xong bia đầu cắm. Đây là hoa hướng dương, 5 bông hoa hướng dương. Một bó không. Hướng dương cắm bên đi phải nha bạn. Bị cho mình còn đây là hồng lá hồng môn nha bạn, khoảng mấy lá hồng môn chắc cũng sâu bên cạnh hồng môn gì đó, hồng môn xanh. Các bạn cho mình một cành hồ điệp luôn nha bạn, hồ điệp đây cái mẫu của mình cắm là có một cành hồ điệp được chảy xuống, còn mình có cắm hồng cỏ. Bây giờ hồng môn bên đây mình cắm bên đây. Mình xếp hồng môn xanh đây cho nó sẽ đủ qua cái hướng dương này. Nói chung ho này nó không có công thức gì hết nha mấy bạn. Còn mấy bạn muốn cắm sao mình thấy cho nó đẹp là được, ok. Chứ ví dụ như mình cắm ho này thì mọi người thì cắm ho khác như sao? Nên theo cái mọi người thích cắm cái gì mình cắm. Mình cắm vậy là mấy bạn mà cắm được hết ngay dễ lắm. Mình cắm theo thứ tự như mình vậy đó. Đấy, cắm hồng bên đây là bên cái mặt của mình là xong rồi, bắt đầu bây giờ mình cắm hoa hồng đây, hồng mỡ gà như vậy. Xuống mua cho mình khoảng đây là mỡ gà, khoảng mua khoảng 15 con mỡ gà là đủ rồi. Mình cắm hồng mỡ gà chính giữa cho nó đi theo cái nền của mình, cái nền của mình nãy mình cắm cái miếng này bạn chảy suối á. Ở đây mình làm cánh nó ra nha bạn, cái đây là cánh lụa của nó. Mấy bạn mà chơi muốn tự nhiên mình khỏi cần làm cánh lụa luôn, mình để cho nó bền hơn. Còn cái mình làm cánh lụa ra thì nó nhanh bông, nó nhanh nở đó. Nhiều lúc mình gây ra cho khách á, mình phải làm cánh lụa. Nhiều lúc biết thì không sao, khách mà không biết nó mình cấm hơi héo đồ nên mình phải làm. Còn mấy bạn mà muốn chơi tự nhiên thì để cánh lụa luôn nha, để cánh lụa thì nó sẽ đẹp hơn. Bắt đầu phòng mình cắm 2, 4, 6, 8 10 bông nha bạn, 10 bông là đủ rồi. Còn đây là lá đu chồn, mình cắm xen kẽ hoa hồng đẹp hoa hồng. Cái mẫu của mình đó, lại thêm một cành hồ điệp nữa cắm ở bên đây. Cái mẫu của mình nó vậy, mình phải cắm theo đúng chân đúng mẫu người ta để cắt. Một cành nó đổ xuống, một cành nó bò lên.
lên đây, đó là hai cành, đây thấy không, cành nó đổ xuống đây, cành nó bò lên đây. Rồi còn ý đây mình làm gì, mình cắm len moca màu vàng luôn nha bạn. Cao vàng mình chấm bó bên đây nữa. Dạ, coi như cái này cái hộp của mình hoàn toàn. Ở vậy cái hộp đơn giản này nha cả nhà. Đơn giản như đem vợ. Đó. Đó một cành chạy xuống, một cành cắm em qua đây. Đó đây, nào. Ơi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Cả nhà ví dụ như cái thắc mắc thì comment ở bên dưới nha cả nhà. Còn cả nhà mà thấy hay quá nhớ cứ mãi cho một like và một subscribe nha. Chào và tạm biệt cả nhà.